Cảm ơn Hồng Nhung đã đến tham gia chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ ngày hôm nay và đã có những chia sẻ về cuộc sống cũng như là về con đường âm nhạc của mình. Xin được chúc cho những dự án của Hồng Nhung trong năm tới sẽ thực hiện một cách thành công. Và chúng tôi sẽ rất mong chờ những dự án âm nhạc tiếp theo của bạn. Xin chúc Hồng Nhung và gia đình một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn. Dạ vâng, nhân dịp năm mới đến thì em cũng xin được gửi lời chúc tới chị và gia đình một năm mới vạn sự như ý và chúc khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng. Thưa quý vị và các bạn, và đến đây thì thời lượng của chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ cũng đã sắp hết rồi. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc Chợ Tình Hoa Ban, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảng với phần biểu diễn của ca sĩ Đặng Hồng Nhung và ca sĩ Lê Anh Dũng như một lời kết của chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mùa xuân đến
đôi lời hẹn ước, tiếng khen ai nói lên lòng ta. Về Tây Bắc, nơi đại ngàn xanh của núi rừng, cánh hoa ban, làn sương trong nhẹ tỏa ngát. Bao lời hẹn ước, tiếng khen ai nói lên.